Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Phong tỏa quán cà phê ở đường Bùi Viện, đưa đi cách ly 4 người liên quan bệnh nhân 1883. Đội phản ứng nhanh bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh lên đường hỗ trợ Gia Lai chống dịch. Bắt giữ hung thủ giết bạn gái vì đòi chia tay. Thưa quý vị, chiều nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 20 ca mắc mới COVID-19, bao gồm 19 ca cộng đồng là Hải Dương 14, Quảng Ninh 4, Gia Lai 1 và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Quảng Nam. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.022 ca do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 329 ca. Trưa nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa quán cà phê Sapporo ở đường Bùi Viện, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh do có liên quan đến bệnh nhân 1883 vừa được công bố sáng nay. Bệnh nhân này là công chứng viên ở Hà Nội, từng tới đây uống cà phê vào sáng ngày 29 tháng 1. Đến 14 giờ chiều ngày 3 tháng 2, lực lượng y tế đến hẻm chung cư 207 Bùi Viện đưa hai vợ chồng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1883 đi cách ly. Hai người này từng uống cà phê chung với bệnh nhân 1883 hôm 29 tháng 1. Ngoài ra, hai nhân viên của quán cà phê Sapporo và một nhân viên của quán ăn gần đó cũng được đưa đi cách ly do có tiếp xúc gần với bệnh nhân và không đeo khẩu trang. Sáng nay, Bộ Y tế đã ghi nhận bệnh nhân 1883 là nam công chứng viên 45 tuổi, ngụ ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ngày 27 tháng 1, người này từng tiếp xúc với bệnh nhân 1814 là chủ nhà tổ chức đám cưới cho con ở Hải Dương. Theo kết quả điều tra truy vết, bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 1. Trong đó, ngày 29 tháng 1, ông đã đi chuyến máy bay Vietnam Airlines lúc 6 giờ 30 vào thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 3 tháng 2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC thông tin về trường hợp bệnh nhân 1883 và lịch sử đi lại tiếp xúc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 29 tháng 1. Lúc 6 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1, bệnh nhân bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, chuyến bay VN7245 số ghế 23C. 9 giờ, bệnh nhân đi taxi đến quán cà phê Sapporo số 211 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 và một quán khác cách đó 50m. Tại Sapporo, bệnh nhân gặp một người bạn tên Dũng đi cùng vợ và một đứa con sống tại chung cư Đất Phương Nam, quận Bình Thạnh. Đến 11 giờ, anh Dũng chở bệnh nhân bằng ô tô tới điểm hẹn với anh Long. Khoảng 12 giờ, bệnh nhân và anh Long đi ăn tại quán bún bò Hạnh ở số 149/12 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình. Từ 14 giờ đến 15 giờ, hai người vào quán massage khỏe trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5. 17 giờ, hai người đến nhà anh Thành tại địa chỉ B20/5, Bạch Đằng, quận Tân Bình. Sau đó, anh Thành chở bệnh nhân ra sân bay bằng xe máy. Đến 19 giờ 45 phút, bệnh nhân bay chuyến QH242 Bamboo từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội lúc 22 giờ. Bệnh nhân ngồi ghế số 35C. Liên quan đến lịch trình di chuyển bệnh nhân 1883 trên hai chuyến bay trong ngày 29 tháng 1, hôm nay Sở Y tế Hà Nội yêu cầu những người đi trên chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh lúc 6 giờ và QH242 từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội hạ cánh lúc 21 giờ 55 phút khẩn trương liên hệ cơ quan y tế để được tư vấn và hỗ trợ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cũng phát đi thông báo khẩn, tìm người đến phòng công chứng số 3 ở địa chỉ số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, cần tự cách ly tuyệt đối tại nhà hoặc thông báo ngay cho trạm y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ. Thưa quý vị, theo sự điều động của Bộ Y tế, rạng sáng nay đội phản ứng nhanh bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh này đã có 14 ca bệnh chỉ trong vòng 4 ngày. Đội phản ứng nhanh của bệnh viện Chợ Rẫy gồm 3 thành viên: bác sĩ Phùng Mạnh Thắng, trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; bác sĩ Võ Ngọc Anh Thơ, phó khoa bệnh nhiệt đới; và bác sĩ Nguyễn Lý Minh Duy, khoa hồi sức cấp cứu. Đội có nhiệm vụ hướng dẫn quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, sắp xếp phân luồng cách ly, chuẩn bị phòng mổ cho bệnh nhân COVID-19, quản lý điều trị. Đặc biệt, trong điều kiện bệnh viện bị phong tỏa, cần phải sắp xếp luồng đi như thế nào cho an toàn. Trước cách đây khoảng 2 tuần là Thơ đã đăng ký vào trong cái danh sách đó, là sẵn sàng có mặt khi mà được gọi trong vòng 2 tiếng rồi. Cho nên khi mà được lệnh lên đường thì cũng thấy cũng không có bất ngờ gì lắm. Tôi đi hỗ trợ Gia Lai đợt này nên chúng tôi sẽ gác tất cả các công việc riêng của cá nhân, của gia đình để cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ mình được giao trong đợt này.
Hiện tỉnh Gia Lai đang gặp khó khăn trong việc truy vết. Mỗi ngày chỉ xét nghiệm được 200 mẫu, trong khi số cần lấy mẫu truy vết lên đến hàng ngàn ca. Ngoài bệnh viện Chợ Rẫy, đoàn của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên đường hỗ trợ cho Gia Lai vào sáng sớm nay. Trường tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang là địa điểm cách ly của một số em học sinh tiểu học và phụ huynh do có liên quan đến trường hợp dương tính với COVID-19. Công tác cách ly phòng chống dịch đã được chính quyền địa phương phối hợp cùng nhà trường thực hiện nghiêm túc. Do các em còn nhỏ nên các thầy cô giáo luôn ở bên động viên và hướng dẫn tham gia nhiều hoạt động giúp các em luôn được thoải mái. Phòng là 4 con với 4 mẹ và diện tích một phòng là 52m², cho nên là rất là đảm bảo việc về khoảng cách cũng như an toàn cho các con đọc truyện rồi có thể tự vui chơi giải trí. Tuy nhiên, chúng tôi luôn phải nhắc các con là giữ nguyên khoảng cách 2m. Vào hôm qua, toàn bộ mẫu thử của thầy cô và học trò đã có kết quả âm tính. Tối hôm qua rất là vui vì cả trường tiểu học Xuân Phương là chúng tôi được âm tính lần một. Theo quy định, các em học sinh và giáo viên, phụ huynh sẽ phải cách ly ít nhất là 14 đến 21 ngày nếu không có thêm các trường hợp dương tính có liên quan đến ca F0 đầu tiên. Hiện tại thì tinh thần của con là rất là phấn khởi, các con sinh hoạt theo đúng quy định của nhà trường. Có tổng cộng 56 học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, 47 phụ huynh, ban giám hiệu và các thầy cô giáo tham gia cách ly phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều người dân lo lắng đã hủy lịch trình về quê ăn Tết. Do đó, rất đông người dân đã đến nhà ga, bến xe, các đại lý vé máy bay để trả lại vé. Việc này đang gây áp lực lớn với các nhà ga bến xe bởi chính sách đổi trả hoàn vé của mỗi đơn vị sẽ khác nhau và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan. Do lượng khách đến đổi trả vé lên đến cả ngàn trường hợp một ngày, nên các nhân viên ga Sài Gòn phải làm việc từ 7 giờ sáng đến hơn 11 giờ đêm. Dù phần đông hành khách đồng thuận với hai phương án là bảo lưu vé trong một năm hoặc trả lại vé và hành khách sẽ nhận lại tiền sau 90 ngày. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp yêu cầu hoàn tiền ngay, gây khó cho nhà ga. Đối với ngành đường sắt chúng tôi đã chuẩn bị tất cả các trang thiết bị, các phương tiện để chạy tàu. Việc chuẩn bị nguồn tiền mặt để hoàn lại tiền vé cho hành khách rất là khó khăn. Tại bến xe miền Đông, tới thời điểm này đã có gần 270.000 vé xe Tết được bán ra. Tình trạng đổi trả vé cũng đã gây áp lực cho các hãng xe cũng như bến xe. Chúng tôi cũng đề nghị các cái doanh nghiệp vận tải hỗ trợ cho người dân đổi vé thì không phải mất phí. Với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, không chỉ bảo đảm an toàn dịch bệnh, việc đảm bảo quyền lợi của hành khách và quyền lợi của nhà xe, nhà ga, bến tàu rất cần được giải quyết hài hòa. Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, các công tác chuẩn bị đón Tết cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn được triển khai. Chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền là không gian văn hóa đặc sắc trong dịp Tết cổ truyền. Năm nay, chợ hoa xuân quận 8 quy tụ hơn 500 nhà vườn đến từ nhiều nơi, mang đến nhiều chủng loại cây hoa kiểng mới lạ, đầy màu sắc. Nét mới năm nay là những hội thi thuyền hoa, nhà hoa, hội thi ảnh nghệ thuật cùng với việc tổ chức các loại hình nghệ thuật truyền thống phục vụ khách tham quan dọc theo tuyến kênh tàu hủ. Đặc biệt, tuyến đường đi bộ Bến Bình Đông có 79 hộ dân phường 13 tham gia hội thi trang trí hoa cây kiển. Cô bác và cô anh ở trong cái dãy phố này là bảo nhau là cố gắng là cùng chính quyền trang trí nhà thật đẹp để cùng chính quyền đón mùa xuân mới. Năm nay thì thấy có những cái lạ, có những gian hàng mới, có thuyền hoa, rồi có những treo những giải thưởng mới phát triển như vậy, người dân chúng tôi rất là mừng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên công tác phòng chống dịch cũng rất được chú trọng. Chúng tôi đã thực hiện các tuyên truyền cho các nhà vườn, thương nhân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh và nhất là đảm bảo nguyên tắc 5K theo khuyến cáo của ngành y tế. Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ tháng Chạp âm lịch tại tuyến đường Nguyễn Văn Của, phường 13, quận 8. Thưa quý vị, sau gần 30 năm xây dựng và phát triển Amazon thành một trong những tập đoàn có giá trị cao nhất thế giới, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, tỷ phú Jeff Bezos đã chính thức thông báo ông sẽ từ chức giám đốc điều hành Amazon. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh khi công ty Amazon báo cáo lợi nhuận kỷ lục thứ ba liên tiếp và lần đầu tiên doanh thu hàng quý đạt trên 100 tỷ đô la Mỹ. Ông Bezos cho biết sẽ chuyển giao vai trò CEO Amazon cho ông Andy Jassy, người đứng đầu bộ phận dịch vụ web của Amazon. Quá trình chuyển đổi dự kiến diễn ra vào quý 3 năm nay.
Khi Andy Jassy đảm nhận vai trò giám đốc điều hành tại Amazon, thì một trong những điều ông ấy sẽ mang đến là mối quan tâm sâu sắc với mảng công nghệ, không chỉ chuyên sâu vào điện toán đám mây, mà còn cả trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới khác. Vì vậy, có thể tạo nên những tiến bộ mang tính chuyển đổi và phát triển. Tuy nhiên, ông Bezos khẳng định ông không về hưu mà sẽ vẫn tiếp tục tham gia các sáng kiến quan trọng của Amazon. Sự chuyển đổi này sẽ mang lại cho ông thời gian và năng lượng cần thiết để tập trung phát triển các quỹ và những niềm đam mê khác. Giá cổ phiếu của Amazon đã tăng khoảng 1,5% ngay sau thông báo này. Doanh thu ròng của Amazon tăng lên 125,56 tỷ đô la Mỹ khi người tiêu dùng chuyển sang mua sắm trên mạng trong mùa lễ hội cuối năm ngoái. Đại dịch COVID-19 kéo dài hơn một năm qua đã khiến cuộc sống của mọi người trở nên tù túng. Người dân tại thành phố Nablus, Palestine đang bị hạn chế đi lại vì dịch bệnh. Và thay vì phải ngồi ở nhà trong nhiều ngày, giờ họ có thể hưởng thụ một không khí tươi tắn mà vẫn an toàn trong quán cà phê cây xanh thân thiện môi trường. Trong bên ngoài giống như một thân cây cổ thụ, nhưng sau bức tường cành cây này là một không gian lý tưởng để mọi người thư giãn. Khách hàng sẽ cảm nhận được một khung cảnh yên bình và vị cà phê đậm chất truyền thống. Với tôi, đây là một địa điểm nhẹ nhàng giúp tôi thư giãn giữa cuộc sống đang rất căng thẳng. Khi mà chúng ta không thể nghĩ tới đi du lịch, thì việc tận hưởng những không gian mới ngay trong thành phố là điều rất lý tưởng. Quán cà phê xanh được xây dựng vào năm 2020, thời điểm cả thế giới phải đối mặt với cơn khủng hoảng dịch bệnh chưa từng có. Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã nhân bản thành công một con mèo. Công trình này có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu thêm về cơ chế bệnh sinh của một số bệnh ở mèo hoặc phát triển y học. Bình An là tên của chú mèo con thứ hai được Trung Quốc nhân bản thành công. Nó ra đời vào cuối tháng 12 năm ngoái. Mèo con màu trắng xám là bản sao của một con mèo lai có lông dài và khuôn mặt phẳng. Đây là những đặc trưng dễ nhận diện để các nhà nghiên cứu đánh giá nó có phải là một bản sao thành công hay không. Dự án nhân bản mèo khởi động vào tháng 6 năm 2020. Các nhà khoa học thu thập một mảnh da bằng móng tay, sau đó chiết xuất tế bào từ da mèo. Sau một tháng, họ tạo ra được các phôi nhân bản và cấy vào cơ thể của mèo mang thai hộ. Mèo mắc nhiều căn bệnh di truyền và lây nhiễm, việc tạo ra hệ thống nhân bản mèo sẽ là một công cụ quan trọng đối với công tác bào chế thuốc. Sau mèo con Bình An, hai con mèo con khác sẽ ra đời vào khoảng cuối tháng 2 năm nay. Ngay sau đây trong chương trình... Hàng chục lao động từ Malaysia về quê ăn Tết, nhập cảnh trái phép qua vùng biển Cà Mau. Vụ cháy thiêu rụi một quán bar karaoke lớn ở Hải Phòng. Khoảng 1 giờ 40 phút sáng nay, Bộ đội Biên phòng và Công an thị trấn Sông Đốc, tỉnh Cà Mau đã phát hiện một tàu cá chở hàng chục người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trên tàu cá mang biển kiểm soát CM91651TS có 34 người, trong đó có 25 nữ, 9 nam đều là người Việt Nam đi lao động tự do tại Malaysia, đa số đi có quê ở các tỉnh miền Tây. Theo trình bày ban đầu, nhóm người này lên tàu cá nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa biển thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để về quê đón Tết. Trên đường di chuyển vào Hải Phận thì bị phát hiện. Tất cả người có liên quan trong vụ việc trên được nhanh chóng kiểm tra y tế và đưa đi cách ly tập trung. Thông tin tiếp theo về vụ một nữ công nhân tử vong trong lô cao su ở Bình Phước mà 60 giây đã đưa tin. Công an tỉnh Bình Phước hôm nay đã bắt giữ đối tượng Điểu Sảnh, 22 tuổi, ngụ ở Đồng Xoài để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân chính là bạn gái của y. Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 2 tháng 2, người dân trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện chị Hào, 18 tuổi, ngụ tại huyện Hớn Quản, nằm bất động cạnh một chiếc xe máy với vết thương trên ngực. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng Điểu Sảnh chính là nghi can. Các trinh sát hình sự đã khống chế đối tượng, mời lên trụ sở làm việc. Sảnh khai có quan hệ tình cảm với Hào. Gần đây, chị Hào muốn chia tay, Sảnh không đồng ý nên nảy sinh ý định giết bạn gái. Khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 1 tháng 2, cả hai đi ăn tối. Trên đường trở về nhà, khi dừng lại nói chuyện tại xã Phước An, Điểu Sảnh bất ngờ rút dao đâm chị Hào tử vong. Sau khi gây án, Sảnh đã lấy một số tài sản của nạn nhân rồi trốn về thành phố Đồng Xoài cho đến khi bị bắt giữ. Khoảng 10 giờ sáng nay, một vụ cháy đã xảy ra tại một quán bar karaoke rộng hơn 650m2 nằm trên đường Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Không có ai bị thương, nhưng vụ hỏa hoạn đã làm thiệt hại nhiều tài sản.
Theo người dân chứng kiến, ngọn lửa bùng phát và lan nhanh, khiến nhiều nhân viên quán tháo chạy, hô hoán và gọi cứu hộ. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, quán không hoạt động theo chỉ đạo phòng chống COVID-19. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn thành phố Hải Phòng đã điều 16 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy. Đến 12 giờ, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy và đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân. Tối qua, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vụ va chạm giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 45 phút tại km 49 500 thuộc phường Tân Phước, xe tải do tài xế Nguyễn Công Hay, sinh năm 1991, thường trú tỉnh Đắk Nông điều khiển. Khi lui từ trong hẻm ra quốc lộ 51 thì va chạm với xe máy do anh Phan Tấn Lợi, sinh năm 1985, trú thị xã Phú Mỹ điều khiển đi theo hướng từ Bà Rịa về Phú Mỹ. Cú va chạm mạnh khiến anh Lợi tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng hoàn toàn. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Một xe tải đang lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ bị gãy trục, cày xới hư hại hàng chục mét đường nhựa. Khoảng 8 giờ 40 phút sáng nay, xe tải do tài xế Nguyễn Xuân Hùng sinh năm 1977, ngụ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang điều khiển, lưu thông trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Khi xe vừa đến đoạn thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành thì trục bánh sau bị gãy, hai bánh xe bị văng ra ngoài. Chiếc xe tải cày xới hàng chục mét đường rồi mới dừng lại. May mắn vụ tai nạn không làm ai bị thương. Nhiều đá mi và nhựa đường bị bung lên khắp mặt đường. Đơn vị sửa chữa cầu đường đã kịp thời xử lý để tránh xảy ra tai nạn cho các phương tiện khác. Đội tuần tra cứu hộ cứu nạn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng đã đến điều tiết giao thông và thống kê mức độ thiệt hại do tai nạn. Đối tượng Trần Thiệu Phong, 34 tuổi, ngụ quận 5, vừa được lực lượng 363 Công an quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao cho Công an phường Nguyễn Cư Trinh để điều tra về hành vi tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, chiều ngày 2 tháng 2, tổ công tác thuộc 363 Công an quận 1 kết hợp tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến địa chỉ 156 đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, thì phát hiện Phong ngồi trong xe ô tô có biểu hiện ngáo đá nên yêu cầu xuống xe kiểm tra. Tổ công tác phát hiện nhiều gói ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy trong ô tô và túi xách cá nhân của Phong. Kết quả test nhanh cho biết Phong dương tính với chất ma túy. Sau đó, đối tượng Phong đã được bàn giao cho công an phường xử lý. Tin mới nhận, đến chiều nay lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy xảy ra tại một căn nhà cao tầng nằm trên đường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy xảy ra khoảng 15 giờ 45 phút, khói lửa bốc lên nghi ngút khiến cả khu dân cư và người đi đường lo lắng. Một bé gái mắc kẹt trên tầng cao căn nhà đã chạy ra ban công la hét cầu cứu. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường, tiếp cận cháu bé, cho bé mặc áo bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc và đưa cháu bé xuống đất an toàn. Chiều nay, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã bàn giao Phan Ngọc Nam, sinh năm 1977, cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 20 phút sáng nay, Phan Ngọc Nam điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 943 và cầm theo con dao dài khoảng 41cm. Khi đến xã Vọng Đông, Nam đậu xe giữa đường, chặn xe khách do tài xế Lê Quang Minh sinh năm 1971 trú tại Long Xuyên điều khiển, cùng với phụ xe là Hồ Văn Sang và một hành khách nữa trên xe. Nghe tiếng động, bà Lệ cùng cháu Quỳnh Thị Yến Ly sinh năm 2009 mở cửa ra xem, thì bị Nam dùng dao chém vào cổ. Cháu Ly đã kịp trốn thoát, Nam quay lại chém nhiều nhát vào bà Lệ rồi cố thủ trong nhà. Lực lượng công an huyện Thoại Sơn đã khống chế Nam ngay sau đó, còn bà Lệ do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sau.